do diễn viên trẻ Lê Thị Kim Cúc của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam thể hiện. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua những ngày diễn ra cuộc thi tài năng trẻ diễn viên trẻ toàn quốc năm 2020, chúng tôi thấy mỗi đơn vị đều có nét độc đáo riêng và thể hiện được thế mạnh của đoàn mình. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó là tất cả các diễn viên trẻ tham gia cuộc thi lần này đều cháy lên một ngọn lửa đam mê nghệ thuật, cố gắng hết sức.